Rồi, trước khi mà nhân sinh cái khối nhân sinh khối em gốc thành em thứ cấp các bạn để ủ phân đậu nành với cá đấy, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái phi to này, tầm 100 lít các bạn nhé. Cái phi này 100 lít là vừa đấy. Thì mình làm đến đâu thì mình nhân sinh ra tới đó, bởi vì thời gian nó cũng nhanh thôi, không 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 chậm đâu các bạn nhé. Nó chỉ tầm 5 đến 7 ngày thôi là xài được. Thì các bạn là chuẩn bị cho mình một cái phi 100 lít đây, có cái nắp các bạn nha, này có nắp đây, đây, đấy, rồi thêm một cái máy sục khí các bạn, đây, cái máy khí CO2, thì cái máy này chỉ có 70.000 thôi các bạn nhé, đây 70.000, các bạn là bạn sục làm hai cái các bạn nhé, sau này ví dụ là mình làm hai cái phi đó thì mình chia làm đôi, đấy, thì chuẩn bị thế này để mình chuẩn bị nhân em thứ cấp các bạn nhé, đấy. Thì đây cái thùng em sơ cấp của mình đây. Ngày nay là ngày thứ 15, 16 đó các bạn. Vừa rồi nó lạnh nhá, nó mưa ấy. Thì không không nhanh được. Thì đây các bạn. Đây, nó có một lớp váng đây các bạn nhá. Này có một lớp váng đây. Đấy. Thì mình sẽ tiến hành khuấy lên cho các bạn xem. Đây các bạn. Khi khuấy lên nó có cái mùi rất thơm. Đấy. Rất là thơm các bạn nhá. Đấy. Rất là thơm. Cái này là dùng, nói chung là nếu mà sạch các bạn làm sạch nước sạch ấy, các bạn ăn uống được các bạn nhé, nó không có độc, ăn uống được các bạn nhé, bởi vì cái đây là toàn là men 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 thân thiện với môi trường, men rượu với lại là men tiêu hóa của con người á, uống vào rất tốt các bạn nhé, nếu các bạn được làm sạch đấy thì ngày đến ngày 15 các bạn rất tốt các bạn nhé, thơm lắm đấy. Thì cái thùng này bằng một cái thùng em mà các bạn mua đại học một nông nghiệp ấy, nó gần tương đương các bạn nha, 1,8 triệu, nhưng mà các bạn làm chi phí đây rất là rẻ luôn, 200.000 đổ lại các bạn nha. Đấy. Thì ban đầu ấy các bạn chỉ đầu tư cho mình là một cái máy sục khí CO2 đó, với lại là một cái thùng phi, vậy vậy thôi là các bạn làm được rồi các bạn nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhân ra các bạn nha, mình tiến hành mình nhân cái men này ra để mình tiến hành mình ủ cá với ủ phân các bạn nhé. Rồi. Rồi, các bạn tiến hành đổ nước sạch các bạn nhá, dùng nước sạch đấy, nước thật sạch. Các bạn đổ vào cái phi 100 lít này tầm khoảng cỡ 80 lít thôi các bạn nhá. 75 đến 80 lít, đấy, nó cách khoảng cỡ tầm 1 gang là được. Còn sau này còn đổ men, đổ các thứ vào nữa. Thì trước khi các bạn tiến hành nhân ra đấy, đổ men với đổ các vật mía vào đấy, các bạn thử cho mình đây, các bạn đục hai cái lỗ này, đục hai cái lỗ này nhé, này đục hai cái lỗ này để nhét hai cái ống sục oxy vào, thì các bạn thử xem cái oxy của mình có cái máy này có hoạt động không, bởi vì làm như vậy các bạn không 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 thử trước ấy, nên khi mình đổ men vào mà không có máy oxy mình sục thì nó sẽ hư đi các bạn nhé. Đây thì giờ mình bắt đầu mình thử, mình cắm điện rồi, thì các bạn cũng kiếm một cái chỗ nào mà không không có mưa nhé, không có mưa và cũng không có nắng nhiều các bạn nhé. Thì các bạn làm cho mình đây, trong nhà càng tốt các bạn đấy, che mưa che nắng được các bạn nhé. Đây đây cái máy đó đầu chạy rồi các bạn nhé, đây sục oxy đây, cái nuôi cá nuôi đồ, cái máy sục oxy nuôi cá đồ có 70.000 các bạn nhé. Đấy thì các bạn chắc ăn các bạn sục oxy cho mình khoảng cỡ tầm 10 đến 1 tiếng đến 2 tiếng các bạn nhé, rồi các bạn hãy đổ men vào, vì trong nó có oxy tạo sẵn đấy, với lại nước cho nó trung hòa đi rồi mình đổ men vào thì cái em thứ cấp ấy, cái sơ cấp ấy, các bạn đổ vào thì nó hiệu quả cao hơn các bạn nha. Đấy. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn nhân cái men nó lên. Thì mình để mình sục khoảng cỡ tầm 2 tiếng các bạn nha, rồi mình tiến hành làm. Rồi, cái công thức mà các bạn nhân cái em thành em thứ cấp ấy thì nó như thế này các bạn, cứ 10 lít nước các bạn nha. Các bạn 10 lít nước thì các bạn đổ cho mình một ký cám gạo các bạn nha. Đây, một ký cám gạo các bạn đổ vào cho mình. Đấy. Một ký cám gạo các bạn ạ. Đấy. Các bạn đổ vào cho mình một ký. Một ký đến 800 gram được. 8 lạng được các bạn nhá. Đấy. Các bạn đổ vào cho mình. Rồi. Và đồng thời là 10 ký 10 10 10 ký mật mía các bạn nhá. Đấy. 10 ký mật mía các bạn nhá. Đấy. Của mình đây thì giờ không còn 10 kg đâu, nó chỉ tầm khoảng 5 kg, ngày mai mình đổ thêm. Đây các bạn. Các bạn đổ cho mình này. 10 kg mật mía. Cứ 10 lít nước thì là
10 lít nước là một ký ký mật mía với lại là 100 g 100 g cám gạo thì 100 lít các bạn nhé. 80 lít đấy, tức là cái phi này 100 lít thì mình đổ 80 lít lít nước ấy, thì các bạn cho là 8 kg mật mía với lại 800 g cám gạo các bạn nhé. Các bạn khuấy đều lên. Các bạn khuấy đều lên cho mình. Rồi các bạn cho 8 lít em, tức là cái IMO mà mình mới ủ thành thành công đấy. Các bạn giờ nhân nhân đội nhân nó lên thì các bạn làm công thức này cho mình. Đấy. Thì cái đợt thứ hai này mà nhân nhân bản lên đấy. Nhân bản IMO4 lên đấy, tức là nói nôm na là cái nhân bản em thứ thứ cấp ấy, các bạn dùng công thức đó cho mình nhắc lại nhá. Cứ 10 lít nước sạch thì là 1 kg mật mía với lại là 100 g cám gạo với lại cộng với 1 lít IMO gốc các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn khuấy đều lên cho mình, sau đó là các bạn sục khí trong vòng 24 giờ. 24 giờ các bạn nhá. Đấy. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cứ sục khí liên tục cho mình. Đấy. Trong 7 ngày thì các bạn đem ra các bạn xài được. Rồi để mình tráng tráng này bạn nhá, để mình tráng để mình tráng cái mặt mía này. Đấy. Rồi, các bạn bắt đầu mình tiến hành mình đổ cái yêm gốc này vào bạn. Yêm gốc đây các bạn này. Bạn lấy cái này mình đong. 8 lít các bạn nhé. Các bạn đổ vào mình 8 lít. 1 lít. 2 lít. 3 lít. 4 lít. 5 lít. 6 lít. 7 lít. 8 lít các bạn nhé. Đấy, 8 lít. Thì cái còn dư này các bạn nhé, các bạn để đó rồi các bạn sau này bổ sung thau các bạn nhé. Đấy. Rồi. Ok. Rồi, các bạn khuấy đều cho mình. Đấy. Thì nếu mà các bạn có nước mắm ấy, các bạn cho mình thêm khoảng cỡ 100 ml nước mắm vào cũng được các bạn nhé. Đấy, còn không thì thôi, cứ thế này thôi các bạn sục là ok rồi các bạn nhé. Thì như thế này thôi, các bạn cứ cứ sục oxy cho mình, sục liên tục các bạn nhé. Đấy. Thì để vì tránh tình trạng mà ruồi muỗi để chúng đẻ trứng vào đây các bạn nhé. Nếu mà ruồi muỗi đẻ trứng vào đây là các bạn thất bại đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong 7 ngày nữa để 24 giờ sau mình ra mình thăm xem coi là cái mức độ lên men thế nào rồi các bạn nhé. Trong 7 ngày liên tục mình sẽ thăm thăm và mình sẽ làm clip cho bạn xem. Rồi, thân ái chào các bạn.